gọi là ốc khế, bởi hình dáng của vỏ ốc nhìn rất giống trái khế. Loại ốc này sinh sống và phát triển tại những vùng biển nhiệt đới nóng ấm. Tại Việt Nam thì ốc khế xuất hiện tại những vùng biển từ Bình Định trở vào Vũng Tàu. Kích thước lớn nhất của chúng chỉ khoảng như nắm tay của người lớn. Vỏ ốc có nhiều vết khía đẹp mắt, vỏ phồng và có hình nón ở đỉnh, tựa như loài ốc tỏi nhưng lớn hơn rất nhiều. Vỏ ốc khế trông rất đẹp mắt nên các nghệ nhân còn sưu tầm vỏ ốc để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật, các sản phẩm lưu niệm trang trí. Thịt ốc khế thơm ngon, giòn dai, chứa nhiều đạm và chất béo rất tốt cho sức khỏe. Từ lâu ốc khế đã trở thành món ăn khoái khẩu của các quán ốc biển bình dân, với nhiều cách chế biến đa dạng phù hợp với sở thích của thực khách như là nướng tiêu, nướng mỡ hành, nướng phô mai, xào bơ cay, xào sả ớt, xào rau muống. Trong đông y thì ốc khế có tính hàn vị ngọt, có thể làm thành thuốc chữa vàng da, bệnh gan, bệnh trĩ nóng trong người. Tuy nhiên loài ốc này khá khan hiếm, số lượng ít nên không phải khi nào cũng sẵn hàng. Tham khảo trên một số trang bán hải sản tươi sống thì ốc khế được bán với giá khoảng 150 đến 170.000 đồng một kg.